Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Chúng ta đã gặp nhau một số các cái quán cà phê hay các cái dịch vụ khác khai trương tại Grand One Hà Nội, cụ thể là khu Dơ Viên. Và sau một thời gian đi vào vận hành thì chúng ta cùng quay lại để chia sẻ cùng những người chủ sở hữu hay những cái startup của các bạn đã kinh doanh tại đây và cảm nhận xem môi trường kinh doanh và doanh số ra sao, lĩnh vực hoạt động như thế nào, lượng khách ra sao, và chúng ta có thể tin tưởng ở sự vận hành của chủ đầu tư hay cái sự đổi khác sau mấy tháng thì là có đem lại cái kết quả, cái niềm tin yêu cho những nhà đầu tư hay là những cái startup tại đây với một môi trường kinh doanh và cũng là một cái điểm đến của chủ đầu tư Vinhome đã dựng lên. Thế và chúng ta cùng trao đổi xem cái kết quả kinh doanh đấy có khả thi hay không, chúng ta có thể tin tưởng tiếp tục với Ca Thao hay chúng ta có thể tin tưởng tiếp với Chi La Thao mà chủ đầu tư đang lại kiến tạo. Và như vậy thì với những chính sách đấy, và cũng mỗi một người kinh doanh sẽ một khác, mỗi lĩnh vực một khác, nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại những cái người thực tiễn. Thì đây mình cũng sẽ chia sẻ với bạn một cái quán cà phê. Trước đây mình cũng đã lên video rồi và mình hy vọng rằng là sau 4-5 tháng vận hành thực tiễn và chúng ta gặp lại, gỡ lại. Bạn này cũng được, bạn ấy là một lĩnh vực startup nhưng mà phụ huynh đầu tư, và chắc chắn rồi. Đương nhiên là nhà giàu thì sẽ đầu tư cho rất nhiều thế hệ, nhưng mà bên cạnh đó nữa là kèm theo là những cái sự vận hành, và kèm theo nữa là cũng là một cái lĩnh vực mà chúng ta cũng sẽ thấy là không có gì bằng những cái mà con số thực tiễn để chúng ta chứng minh rằng là chúng ta có thể gắn kết hay lâu dài hay không, hay là chúng ta có những cái lĩnh vực mà mọi người xuống rằng là ít khách đông khách, nhưng mà sự gắn bó hay là cái kết quả kinh doanh thực tiễn để chúng ta có những cái cơ hội, thậm chí là chúng ta cũng có thể là những người mà chuẩn bị đầu tư bất động sản có thể đi vào vận hành hay không, hay chúng ta có thể tiếp tục nữa cùng với các cái đưa những cái ý tưởng cho các cái thế hệ con cái của chúng ta, để hoặc là những cái nhà đầu tư chúng ta sẽ thấy là chúng ta đầu tư bất động sản ở một nơi, ví dụ ở đây Ocean Park 2, Ocean Park 3, sau chúng đó nữa thì chúng ta lại kinh doanh vận hành ở một chỗ này. Đấy, và những chính sách mà chủ đầu tư đưa ra thì chúng ta sẽ vận hành ra sao, thì mình rất là muốn là những cái sự đồng cảm chia sẻ của những người kinh doanh thực tiễn sau một thời gian thì chúng ta sẽ xem là cái kết quả của bạn ấy ra sao, sự đồng lòng hay là cả một cộng đồng kinh doanh nhìn nhận cái đấy như thế nào, một cơ hội có thể tiếp diễn hay không. Đó là những con số thực tiễn thì mình cũng sẽ chia sẻ với bạn. Đây, startup mà được bố mẹ giao vốn, giao cơ sở kinh doanh nhưng ở tại một nơi mà cái sự cộng hưởng đấy là ở một cái cộng đồng kinh doanh, và tất cả những cái điều đấy thì chúng ta sẽ bằng những con người thật, việc thật và bằng những cái trải nghiệm. Đến đây thì các bạn cũng có thể qua đây và để cái sau video các bạn cũng có thể thẩm vấn trực tiếp bằng những ly cà phê, bằng những chất lượng dịch vụ ở đây, để sau đó chúng ta cũng có thể lan tỏa những ý tưởng startup cho các cái thế hệ tương lai mà chính chúng ta cũng đang có cái sự, có thể là chúng ta tìm kiếm cơ hội, hoặc chúng ta cũng cần minh chứng bằng những con số để chúng ta bắt tay đầu tư tại nơi đây. Thì bây giờ hai chú cháu chúng tôi sẽ cùng nói chuyện với các bạn, là các bạn tiếp tục. Xin chào mọi người. Hai chú cháu tôi sẽ đưa đến cái kết quả kinh doanh thực tiễn bằng những con số. Ở đây thì chủ đầu tư vận hành từ ngày 24 tháng 12 năm 2023, và những con số, những minh chứng bằng những hình ảnh, bằng những dòng người. Nhưng mà bây giờ thì mình thì cũng qua kênh Ngọc Chiến thì cũng đã đưa những cái video mà ngày còn toàn dàn giáo. Thế và đến ngày hôm nay thì cũng video ở cái quán cà phê này cũng đã, mình cũng đã chia sẻ trên kênh video, ở kênh YouTube của mình. Thì hôm nay hai chú cháu sẽ chia sẻ lại những cái kết quả kinh doanh thực tiễn, và những cái cháu là cũng đảm nhiệm vai trò startup đầu tư vốn từ bậc phụ huynh. Thì cháu có chia sẻ gì với mọi người trên kênh YouTube về kết quả kinh doanh hay là những cái gì cháu đã trải qua ở đây, tại đây đây, thì cháu có thể nói tên và năm sinh của cháu. Chào mọi người xem kênh, thì cháu tên là Ngô Anh Tuân, cháu sinh năm 2002. Và cháu đã vận hành quán cà phê này từ tháng 12 năm ngoái đến giờ. Thế thì bây giờ cái từ cái thời điểm đấy
Quán này thì chú cũng chia sẻ, cũng được chia sẻ là tức là tổng mức đầu tư là tầm độ khoảng 500 triệu, với cái thời gian mà chủ đầu tư đang tức là hỗ trợ là 18 tháng miễn phí, đúng chưa? Thế và bây giờ thì ví dụ như cháu vận hành ở đây là mấy anh em? Có hai anh em thì Hai anh em, có một anh pha chế nữa. một anh pha chế nữa. Thế thì cái doanh số từ đầu khai trương đến bây giờ thì cháu thấy cái tốc độ tăng trưởng như thế nào? Tốc độ tăng trưởng là rất nhanh, tốc độ tăng trưởng đến 50% từ nửa đầu à, từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Thế 50%. tức là ngày thường bình thường là bao tiền, bao triệu một tháng? Một tháng từ năm ngoái thì nó không ổn định, sẽ có những chỉ cao những ngày cuối tuần thì chỉ rơi vào tầm 30-40 triệu một tháng. Còn đến bây giờ, đến qua năm nay thì có thể có những ngày lễ và có những ngày hè bắt đầu khai trương nhiều cái dịch vụ vui chơi gần đây thì có thể lên đến 70-80 triệu một tháng. 70 80 triệu. Vâng ạ. Thế là trả lương vận hành của hai anh em là mỗi anh em 10 triệu chứ? Hay Vâng. bao nhiêu? Anh pha chế kia là 10 triệu. Thế thì như vậy là nếu như mà theo một công thức của những ngành dịch vụ ấy và cái khấu hao, đương nhiên là chúng ta sẽ chia cái tổng mức đầu tư nếu có thể dài hạn hơn nữa, cái 500 triệu cho vòng 18 hoặc dài hơn nữa, đúng không? Thế nhưng mà như vậy thì là cái tăng trưởng là từ thời đầu 30 đúng không? Vâng. 30 và bây giờ lên đến 70 triệu thường. Cái thống kê gần nhất đây hay là tức là vừa rồi chủ đầu tư cũng đưa ra những chính sách ví dụ như là chào hè hay là những cái chương trình mà các cái công viên mà đi vào vận hành nhé. Đấy. Thế thì ví dụ như cháu thì cháu thấy cái lượng khách đối diện cái doanh thu đấy là đến từ cái người cư dân sinh sống ở đây hay là những cái khách du lịch? Cháu sẽ có thể chia là một nửa khách du lịch và 25% là cư dân gần đây và 20% còn lại là những cái đội ngũ, những cái nhân viên kinh doanh gần đây. Thế thì cái đấy sẽ là cái doanh thu ổn định đúng không? Vâng. Ổn định. Thế còn những cái ngày kia, thế thì bây giờ chú thấy là mọi cái khách du lịch ấy thì đôi khi người ta đi thì cháu có cái chính sách giá về chẳng hạn như cuối những ngày nghỉ ấy thì cháu có sự tăng giá hay không? Các dịch vụ của cháu có tăng giá hay không hay cháu giữ nguyên? Cháu sẽ giữ nguyên ạ, cháu chỉ sẽ tăng giá vào những ngày lễ, những ngày mà được Tăng phép giá. thôi. Vâng, phép cho giá, còn những ngày thường thì vào những ngày chủ nhật thì cháu vẫn giữ nguyên giá. Giữ nguyên giá. Vâng. Thế thì cháu thấy là cái lượng khách du lịch mà người ta những khách đấy quay lại với cháu hay là cháu quay lại có nhiều không? Có nhiều. Có nhiều. Vâng. Cháu rất nhiều, thấy rất nhiều cái đoàn các cô chú gọi là cũng có những chuyến gọi là được tour đi về đây thì họ vẫn ghé lại thăm từng cháu, có thể một đoàn đến 3 lần rồi. Đoàn 3 lần. Thế thì cái du khách đấy thì các tỉnh lẻ hay là từ Hà Nội sang? Đa phần là từ Hà Nội xuống đây ạ. Đa từ phần Hà Nội. Thế thì cái còn trong quá trình kinh doanh thì cháu thấy là thôi được cứ khen về cái được, từ từ đã đúng không? Tăng trưởng doanh thu đột phá như thế. Nhưng mà ví dụ ở đây trong kinh doanh thì các cái câu chuyện về thị trường này, hạ tầng cơ sở này và các cái hạ tầng cơ sở và cái môi trường nữa thì cái sự vận hành đồng bộ của các bên liên quan thì cháu thấy là ở đây ví dụ như là thị trường thì chủ đầu tư luôn đưa ra những cái giải pháp, đặc biệt là ví dụ xe buýt free đúng không? Và tiếp theo là các ban quản lý và nữa là cái hạ tầng về cơ sở thì cái cộng đồng kinh doanh thì cháu đánh giá như thế nào khi kinh doanh ở đây? Vâng, cộng đồng kinh doanh thì cháu thấy rất là thân thiện, cháu có thể gọi là làm quen được đến 25% các cơ sở kinh doanh ở đây rồi. Thế còn ban quản lý và các cái những câu chuyện hạ tầng này, môi trường hay là đấy thì cháu thấy sao? Về ban quản lý thì cháu cũng đánh giá họ rất nhiệt tình, về các ý kiến cháu đưa ra đều có những gọi là có những kết quả phản hồi sớm. Còn về cái môi trường kinh doanh xung quanh, về mặt cơ sở hạ tầng thì chung là cũng cải thiện rất nhiều so với từ những ngày đầu khai trương. Đến bây giờ thì nói chung là vẫn còn nhiều cái khu vực đang thi công, mấy cái đang mở. Tiếng ồn đúng không? Vâng, thì vẫn có rất nhiều tiếng ồn, mấy cả về có thể bụi các thứ. Bụi. Thế còn thật ra thì chú cũng thường xuyên thấy ở đây gắn bó thị trường. Đôi khi là có những cái ngày mà ngày lễ thì đông vui quá thì chú lại không sang, nhưng ngày vắng thì chú thường xuyên sang để trải nghiệm lại những cái câu chuyện mà ngày xưa mình đã phân tích với khách hàng, mình nhìn nhận được cơ hội. Thế cháu có gặp những người mà phải rời bỏ thị trường Cháu cũng gặp nhiều, mà không? gặp ở trên những hội nhóm họ có những cái bài đăng kiểu muốn sang nhượng lại Thế thì thì
Cái đấy là thuộc về lĩnh vực dịch vụ gì, và cái sự gắn bó thị trường của người ta, tức là tham gia game và không tham gia game, thì cái đấy là do cái người ta, hay là lĩnh vực ngành hàng, hay là cháu thấy có cái gì đặc biệt không? Cháu thấy nó sẽ đa phần là do những cái lĩnh vực ngành hàng, tại vì họ chọn những lĩnh vực mà có thể cái môi trường đây nó không thể đáp ứng được, kiểu hoạt động về đêm hoặc là liên quan đến kiểu đồ uống có cồn ấy, thì họ không thể ở lại được lâu ấy. Thế thì với như cháu thì cháu nhìn nhận là cháu đang 2022 đang làm luận văn đúng không? Thế thì cháu nhìn nhận về cái cơ hội thị trường tiếp ở đây, và nếu như giữa một sự lựa chọn là cháu mấy nữa nhận bằng cháu đi làm tiếp, hay là cháu tham gia tiếp đảm bảo cái doanh số với phụ huynh và sự nhân lên chia sẻ ở đây thì như nào? Thì sau khi cái cháu hoàn thành luận văn tốt nghiệp ấy, thì cháu sẽ chọn tiếp tục là duy trì này, nhưng mà cháu sẽ cũng kiểu làm những công việc song song. Thì cháu có thể điều hành từ xa cũng được. Cái tức là bán hàng bây giờ ví dụ như là tham gia các doanh số là chứng minh đa số là thanh toán bằng tiền mặt qua post đúng không? Chứng minh mọi người qua đây uống cà phê ủng hộ cháu, nhưng mà cũng thấy rằng cái sự kiểm duyệt đấy, hay là cái gì các thông tin của hai anh em chúng tôi, hai chú cháu tôi chia sẻ là sự chân thật đấy, những điều và cái điều nữa là nếu như mà bây giờ thì cháu thấy là cái sự vận hành nhà cháu giữa một cái ở cháu cũng có nhà cháu cũng có sự đơn vị kinh doanh những cái mặt hàng lĩnh vực kinh doanh ở những địa bàn khác, những khu vực khác, thì cháu cảm nhận cái môi trường kinh doanh ở trên này như thế nào, và cái thị trường về marketing sau này cháu có định hướng như thế nào? Ở trên này thì cháu sẽ thấy là nó cạnh tranh khốc liệt hơn. Vì ở những cái cơ sở khác ở dưới nhà cháu ấy, thì nhà cháu có thương hiệu và cũng có tệp khách quen là rất lớn ở đấy rồi. Ở trên này thì đa phần là khách du lịch thôi. Và về cái vấn đề marketing ấy, thì cháu chưa có nhiều định hướng ở trên này, bởi vì bên ban quản lý của Vin họ cũng có những cái có chương trình marketing các thứ ở đây rồi. Thế là như vô hình chung là cháu được ví dụ như mà 18 tháng miễn phí này, bây giờ đang hưởng từ những cái chính sách mà hạ tầng mà hoặc là những cái câu chuyện của Vin xây dựng lên ở đây đúng không? Thế ví dụ như là cái câu chuyện mà khách này, thế nhưng mà ví dụ như Ca Thao này, sau này China Thao này, hay là những nơi khác, thì cháu thấy cái lượng khách có bị ít đi không? Cháu cũng không thấy khác biệt nhiều, tại vì cháu tin là cái khu vực mình đang ở nó vẫn có những cái dấu ấn riêng và nó có cái sức hút riêng, và cái vị trí nó cũng gần các khu vui chơi nên cháu nghĩ là họ vẫn có thể gọi là qua lại được, không thể cố định ở một chơi một chỗ được. Thật ra thì với chú thì chú biết là cái kinh doanh cái này thì chủ đầu tư người đã nghiên cứu để tạo ra một cái dòng lưu chuyển, lưu thông về cái dòng người, tạo ra dòng tiền. Ok, thế thì bây giờ ví dụ như là cháu thấy rằng là nếu như những cái câu chuyện của cháu vận hành ở đây, thì cháu có thể chú thì chú nghĩ là một người bỏ ra, một gia đình bỏ ra một cái dòng tiền như thế đặt cho một cái vai trò, thế cháu có bị sức ép gì với phụ huynh về bao nhiêu lâu để có như doanh số bảo là như này như kia được thưởng không hay như nào Cái gia đình cháu lại không có đặt sự ghép vào, không? và xác định là ban đầu là chỉ để học tập, Học tập. để gọi là bắt đầu gọi là những bước đầu tiên thôi, chứ chưa đặt cũng quá nhiều áp lực của người cháu. Rồi ok. Đôi khi thì nhưng mà cái sự vận hành mà ở một môi trường này thì giữa một cái câu chuyện mà cháu ngày xưa cháu ở ví dụ thành phố Hưng Yên chẳng hạn, bây giờ cháu lên đây thì cháu nhìn nhận và cháu gặp gỡ các cái người ví dụ đồng trang lứa với cháu để quản lý như này, thì cháu thấy trong cộng đồng này nhiều không, hay là chung chung tuổi, hay là cái cộng đồng kinh doanh ấy là người người lớn tuổi, hay là tuổi như của cháu mà được bố mẹ giao cho những tài sản như thế này? Có thể nói là nếu mà đồng đồng lứa với cháu ấy, thì cháu cũng thấy nhiều, nhưng mà đa phần sẽ là những anh chị đầu 30 trở lên, ba Đúng không, mình trở mươi lên. đấy. Cháu thì Rồi vẫn có thể gọi là giao tiếp được tốt với họ, à cũng có nhiều tiếng nói chung được, không quá là có nhiều khoảng cách. ừ rồi ok rồi Những video thì cá nhân mình cũng sẽ cố gắng tìm kiếm những lĩnh vực, những ngành nghề mà thực tiễn, những con số thực tiễn, và tiếp theo nữa chúng ta cũng thấy cần một cái sự lan tỏa. Bên cạnh đó nữa thì cháu cũng thấy rằng là cũng có những người mà rời bỏ thị trường, nhưng có những người thì thôi chắc là phụ huynh chọn những vị trí rất là đẹp rồi, đắc địa rồi, hơn nữa là cả một câu chuyện của sự gắn kết nữa. Thì cá nhân mình cũng biết những quán mà đã phải di chuyển đi, hoặc là cái câu chuyện gắn kết thị trường nó không không thuận,
Thế nhưng mà mình cũng hy vọng rằng là qua bằng những con số này, những cái nhân vật hoặc những cái vị trí quán thật sự là tuyệt vời. Đấy, chúng ta đầu tư bất động sản hay bất kỳ lĩnh vực gì, nó nắm bắt đúng như thế và chuẩn như thế thì chúng ta có một cái cộng đồng kinh doanh tốt, và đâu đó là chắc chắn rồi. Mình hy vọng là qua video sẽ được nhân bản rất là nhiều. Các bạn qua đây quán cà phê Vườn gì nhỉ? Trúc, cà phê Vườn Trúc. Vườn Trúc. Đấy, và các bạn là sẽ trải nghiệm qua đây. Đấy, và những con số hoặc những con người người thật việc thật để chúng ta nhìn tận đến một cơ hội kinh doanh này, một sự gắn kết thị trường này, một sự đồng lòng phát triển với một chủ đầu tư Vinhome uy tín tạo lên. Mà chắc chắn rồi, mình đã trước đây mình đã có những người khách mà thuê ở trong bên trong kia thì mọi người lại đang nghĩ là có khi chỉ 73 21 ngày sự vận hành không được trơn tru, nhưng đến bây giờ đây là người thật việc thật, cháu đây. Và mình hy vọng và mình sẽ kỳ vọng rằng là doanh số của cháu sẽ đột phá, và cháu sẽ là những câu chuyện mà các cái bậc phụ huynh ấy, là chúng ta thậm chí chúng ta đang sở hữu nhà ở những cái phân khu khác, nhưng ở đây sẽ là shop house thương mại dịch vụ, thì các bạn sẽ tìm kiếm một cơ hội, một sự vận hành về tài sản hay là một cơ hội kinh doanh tại nơi đây. Những người thật việc thật, và những cái gắn kết, đương nhiên là chúng ta có sự hưởng lợi của chủ đầu tư. Chủ đầu tư là họ đưa ra một cái cộng đồng đơn 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 thuần nhất là như là xe buýt thôi, xe buýt free đúng không? Vâng, Thế từ ngày bắn pháo hoa đến giờ thì chỗ cháu là có đông hơn không? có đông hơn. Vâng, thì chú cháu nó thẳng nhìn ra, có thể những cái pháo hoa tầm cao nhìn thẳng ra được. Rồi, ok. Thì những cái video thực tiễn, và hy vọng rằng là chúng ta qua đây trải nghiệm, có thể cháu các bạn học cái design thiết kế của cái mô hình quán này, có thể các bạn sẽ nhượng quyền từ cháu đấy. Và nhân bản, cơ hội ở đây rất là còn nhiều. Rồi. Chủ đầu tư chuẩn bị ra cái Chinatown này và nhiều các cái nơi nữa, nhưng mà mình vẫn chia sẻ rằng là nếu như có những cái khu vực mà mình nghĩ là có những người phải rời bỏ thị trường, nhưng ở những cái này thì lại có những giá trị khác. Đó là những cái điều mà mình muốn lan tỏa, và cộng đồng kinh doanh của mình hay cộng đồng những người mà mình có cái sự gắn kết ấy, thì mình thường hay dùng cái từ fan vin, và cháu cũng là một người mà mình hy vọng rằng là đây cũng là một cái điển hình mà chúng ta cũng có thể là một cái đầu tư tài sản. Và thường thì nhà giàu đầu tư cho ba thế hệ. Thế thì cháu thì là đấy, chúng ta thấy 2002 thì mình thì cái thời điểm ấy nếu bằng tuổi cháu thì mình cũng chưa có cơ hội như thế này. Nhưng mà đến hôm nay thì chúng ta sẽ thấy nhìn nhận cái vấn đề của thực tiễn, và hy vọng rằng là hai chú cháu sẽ còn gặp nhau nhiều, mỗi một lần doanh số tăng, hoặc thậm chí là chúng ta sẽ có những cái người mà đây sẽ là những điều mà chia sẻ để các thế hệ baby sang đây học tập thực tiễn và nhìn nhận thấy một cơ hội vừa đầu tư tài sản bất động sản và vừa đầu tư trong câu chuyện của sự lĩnh vực kinh doanh thực tiễn trong lĩnh vực mà học hỏi hay là sống trong một cái cộng đồng kinh doanh mà chúng ta thấy cái sự tư duy hay là sự vận hành luôn có sự gắn kết và tạo nên những giá trị thật sự là tuyệt vời. Cảm ơn cháu. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gặp nhau trong nhiều video, và cũng sẽ có nhiều khách hàng biết đến quán của cháu tại nơi đây. Xin chào Cảm ơn mọi chú. người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chào các bạn.